Mưa lớn gây ngập nặng sạt lở đất ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tại Quảng Nam, mưa lớn khiến ngầm sông Trường, xã Trà Tân, Bắc Trà My ngập sâu hơn 1 mét. Các phương tiện không lưu thông được phải chuyển sang đường tránh. Tuyến đường DH5 và DH10 từ xã Trà Dơn và Trà Leng, huyện Nam Trà My bị sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông. Trạm y tế xã Trà Leng đã di rời trang thiết bị khám chữa bệnh từ tầng 1 lên tầng 2 để đề phòng ngập lụt. Nước lũ trên sông Soan và sông Leng lên nhanh. Huyện Nam Trà My đã chỉ đạo 10 trên 10 xã tập trung kiểm tra hiện trạng các khu dân cư, công sở, trường học và sẵn sàng lực lượng để di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có nguy hiểm. Đồng thời huy động phương tiện máy móc, giải phóng sạt lở trên tuyến DH5, đảm bảo lưu thông an toàn cho nhân dân. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tại huyện Nam Trà My, lượng mưa to tại xã Trà Sơn 283,6 mm, Trà Leng 224,2 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới tại huyện rất cao. Tại Quảng Ngãi, mưa lớn liên tục từ hôm qua 13 tháng 11 đến nay đã khiến các cầu tràn Thạch Nham, Sơn Giang, Sơn Linh, Tầm Linh, xã Sơn Linh, Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà ngập sâu gần 1 mét. Nhiều tuyến đường thuộc các địa phương này bị chia cắt hoàn toàn. Từ sáng ngày 14 tháng 11, quốc lộ 24B đoạn đi qua các xã Sơn Thành, Sơn Hải, Sơn Thủy và Sơn Kỳ đã bị chia cắt cục bộ, giao thông qua những khu vực này bị ách tắc trong nhiều giờ liền. Sáng nay, huyện Sơn Hà đã cho hơn 20.000 học sinh nghỉ học. Hiện nay mưa lớn vẫn tiếp diễn ra trên địa bàn huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hà Trần Thanh Trung cho biết, mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều cầu tràn ngập sâu, chia cắt. Hiện tại, cầu sông Rin trên quốc lộ 24B nối một số huyện ở khu vực phía đông tây của tỉnh, nước đã tràn qua và ngập sâu gần 1 mét, ông Trung nói. Chính quyền đã yêu cầu các phòng ban, các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức kiểm tra tình hình các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, vùng trũng thấp, chủ động triển khai các biện pháp di rời dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ để kịp thời ứng phó mưa lũ. Tại huyện Sơn Tây, khoảng 50 mét khối đất đá sạt lở xuống đường ở núi Bảy Màu, xã Sơn Tân gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương đã có mặt để dọn dẹp đất đá, đảm bảo đi lại, sinh hoạt của người dân. Cùng với đó, cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở. Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11, địa bàn tỉnh mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 250 đến 450mm trên một đợt, có nơi trên 600mm trên một đợt. Các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.